Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và hoa màu vụ đông xuân, đồng thời bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa năm 2022 đảm bảo theo khung lịch thời vụ. Vụ đông xuân năm 2021-2022, xã Nà Hì đã gieo trồng được trên 226 ha các loại cây trồng và rau màu, trong đó diện tích gieo cấy lúa đông xuân toàn xã là 30 ha, đạt 100% kế hoạch huyện giao. Trên cánh đồng bản Nà Hì 1, xã Nà Hì, gia đình bà Thùng Thị Ơn đang khẩn trương thu hoạch gần 3.000 m2 ruộng lúa nước của gia đình. Toàn bộ số diện tích lúa trên gia đình bà Ơn gieo trồng hoàn toàn giống lúa mới, đài thơm 8, hạt ngọc 9. Dù mấy đang thu hoạch, bà Ơn đã khẳng định năng suất chắc chắn tăng so với mọi năm. Năm nay thì có nắng có mưa, thời tiết thì cũng khá là làm ăn cũng dễ một tí. Mà nó nấc ruộng thì cũng đủ tưới tiêu. À, không thiếu năm nay là cũng được. Năm nay là cũng hơi khá đủ vụ tiêm đấy. Là sau mình cũng nhiều là kiểu có phun một lần là được gặt. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, người dân tuân thủ quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống mới gieo trồng ngay từ đầu vụ, nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân của xã phát triển rất tốt. Hiện bà con đang tập trung thu hoạch được gần 70% diện tích lúa xuân. Ngoài ra, bà con cũng đang tập trung chăm sóc gần 37 ha lạc, 5 ha đậu tương và chăm sóc hơn 42 ha cây sắn. Riêng cây ngô, đến thời điểm này bà con trong xã đã gieo trồng được 133 ha, tiến độ trồng nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Hiện song song với việc thu hoạch, bà con nông dân xã Nà Hì đã tập trung làm đất cho vụ mùa. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bản rà soát hệ thống thủy lợi, lên kế hoạch sửa chữa, đồng thời chỉ đạo bà con khai thông kênh mương, dẫn nước, chuẩn bị giống, phân bón, vật tư và các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa năm 2022. Tổng diện tích của bản Nà Hì 1 ấy, diện tích lúa nước ấy là 20 ha. Nhưng mà vì là mùa này nó hơi thiếu nước thì làm vụ chiêm được có một nửa thôi, còn một nửa nữa nước không đủ tưới tiêu đấy thì bà con cũng tận dụng trồng các loại hoa màu như ngô, như lạc, các loại hoa màu khác. Đấy thì cũng năm nay thì cũng được thời tiết ủng hộ mà thuận lợi. Bây giờ cũng bà con cũng tập trung thu hoạch để làm sao kịp sản xuất cái vụ mùa tới. Trà Nưa là xã có diện tích gieo cấy các loại cây trồng vụ gối vụ nhiều nhất so với các xã trong huyện Nậm Pồ. Với sự linh hoạt chủ động trong công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương, cùng với sự cần cù và chủ động của nhân dân, vụ đông xuân năm nay đã mang lại niềm vui được mùa cho nông dân trong xã. Vụ đông xuân này, xã đã gieo cấy được hơn 496 ha cây trồng các loại, trong đó lúa vụ đông xuân gần 63 ha với các giống Hà Phát 3, Đài Thông 8, Nếp 87, Nếp Tròn. Hầu hết diện tích lúa trên các cánh đồng của xã đã phát triển tốt, chắc hạt, chín vàng. Hiện việc thu hoạch lúa đông xuân và hoa màu đang được bà con nông dân tập trung hết sức khẩn trương vì thời tiết thuận lợi. Theo chính quyền xã cho biết, xã phấn đấu đến ngày 20 tháng 5 này, toàn xã sẽ thu hoạch xong lúa và hoa màu vụ đông, đông xuân. Hiện nay, xã đang tích cực chỉ đạo đôn đốc bà con lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó, tránh giàn trải để tiến hành làm đất cho vụ mùa kịp thời vụ.
Vụ đông xuân 2021-2022, huyện Nậm Pồ đã gieo trồng được trên 3.700 ha diện tích cây trồng các loại. Trong đó, lúa đông xuân gieo cấy được 200 ha, đạt trên 104% so với kế hoạch đề ra, tăng 8 ha so với cùng kỳ vụ trước, với các giống chủ yếu là IR64, Nếp 97, Hà Phát 3, Đài Thông 8, Nếp địa phương. Đặc biệt trong sản xuất vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân đã mạnh dạn gieo cấy thử một số giống lúa mới. Riêng giống Hà Phát 3 thử cả vụ mùa năm 2021 và đông xuân năm nay đều khá phù hợp. Lúa tốt, ít sâu bệnh hại. Vụ đông xuân năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương gieo cấy sớm hơn 10 ngày so với lịch thời vụ chung của toàn tỉnh, để khi lúa chỗ không gặp thời tiết bất lợi, đồng thời có những biện pháp quyết liệt điều hành trong sản xuất. Đến thời điểm này, 100% diện tích lúa đông xuân toàn huyện phát triển tốt, ít sâu bệnh hại và chín đồng đều. Dự kiến tầm 25 tháng 5, toàn huyện thu hoạch xong các diện tích lúa đông xuân, chuyển qua gieo cấy vụ mùa và cây màu vụ xuân hè, hè thu. Vụ đông xuân vừa qua đánh giá định sản năng suất thì chúng tôi thấy là năng suất năm nay đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Bà con nông dân đã sử dụng một số giống lúa mới đưa vào trồng thử nghiệm và đạt kết quả tốt, năng suất cao và ít sâu bệnh. Để tiến tới kịp tiến độ của sản xuất vụ mùa thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động người dân là thu hoạch tập trung lúa đông xuân, thu hoạch đến đâu và làm đất sản xuất vụ mùa đến đó. Thì theo kế hoạch đề ra vụ mùa năm 2022, huyện sẽ triển khai thực hiện hơn 2.000 ha lúa vụ mùa và tính đến nay đã làm đất được 80% và sẽ kịp tiến độ so với kế hoạch đề ra. Với tinh thần cần cù trong lao động, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, cùng sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động của người dân, sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 của huyện Nậm Pồ hứa hẹn sẽ đạt năng suất, sản lượng cao, vượt kế hoạch được giao, tạo tiền đề để Nậm Pồ triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ nói chung và xã Nà Hì nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý đầu tư tại cơ sở đã rõ nét hơn, góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đem lại niềm tin trong nhân dân. Nà Hì, huyện Nậm Pồ là xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, xã đã đạt 17 trên 19 tiêu chí. Vì vậy, trên địa bàn xã có nhiều công trình dự án được xây dựng liên quan đến giải phóng mặt bằng, nên hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã phát huy hiệu quả. Vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đã rõ nét hơn. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng xã Nà Hì hiện có 18 thành viên. Các ban đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ủy viên phụ trách địa bàn cơ sở, tiếp nhận đơn thư phản ánh của nhân dân. Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót để báo cáo, kiến nghị lên các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của xã Nà Hì ấy thì chúng tôi có các công trình là đầu tư xuống trên địa bàn xã vào cái thôn bản nào là chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch là phân công cụ thể những các cái thành viên để giám sát các cái công trình đầu tư trên địa bàn xã, nhất là cát sỏi vật liệu vân vân, để là đầu tư những cái công trình là nó có dấu hiệu là phát hiện là những cái xáo trộn những cái vật liệu là chúng tôi kịp thời lập cái biên bản là đề nghị bên nhà thầu thi công mà thay đổi lại cái vật liệu để đảm bảo cái công trình nó đảm bảo hơn, chất lượng hơn. Đấy. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng xã Nà Hì đã phối hợp tổ chức 4 cuộc giám sát, gồm công trình đường bê tông bản Nà Hì 2 cuộc, đường bê tông tuyến từ Nà Hì đi xã Nậm Chua 2 cuộc,
Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót để báo cáo kiến nghị lên các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Từ khi xã Nà Hì triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, đa số những công trình sau thời gian thi công, đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, không làm thất thoát tài sản, tiền bạc của nhà nước và người dân. Thông qua giám sát, Ban Thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, xã đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Vâng, để phát huy được cái giám sát đầu tư cộng đồng là tôi thường xuyên để quán triệt và các cái nội dung giám sát các khâu để các thành viên để nắm được là các cái công trình là sử dụng những cái vật liệu như thế nào để các cái thành viên nắm được là nó giám sát nó mới có hiệu quả cao hơn. Cùng với xã Nà Hì, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã phát huy vai trò trong việc giám sát, thi công các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn. Toàn huyện có 15 ban thanh tra nhân dân và 15 ban giám sát đầu tư cộng đồng với hơn 100 thành viên. Hàng năm, hai ban này đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện đầy đủ các công việc theo định kỳ, tháng, quý năm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Các thành viên trong ban đã tham gia nắm bắt dư luận nhân dân, trực tiếp giám sát và giải quyết nhiều nội dung gây bức xúc trong nhân dân. Xác định rõ cái tầm quan trọng của hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát đầu tư của cộng đồng. Thế thì trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở thì nắm vững được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và các nghiệp vụ công tác giám sát. Trên cơ sở đó thì các ban giám sát đầu tư đã phát huy có hiệu quả. Trên cơ mà nổi bật ở đây là giám sát các công trình đầu tư cơ bản tại cơ sở. Thì qua đánh giá những năm qua thì hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra nhân dân là hoạt động ở cơ sở rất tốt, đã phát huy được cái công tác xây dựng Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã giám sát được 45 cuộc. Qua các cuộc thanh tra giám sát đã góp phần phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng ở nhiều xã đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Trên thực tế, một số xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ, hiệu quả hoạt động của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng vẫn còn hạn chế khó khăn nhất định. Để hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở phát huy được vai trò hiệu quả, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Nậm Pồ cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp và đúng chức năng, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Bổ sung vào các ban những thành viên có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, giúp cho hoạt động kiểm tra giám sát được sát sao và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.